Xin chào các bạn. Trên tay mình đang là chiếc Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Và đây là một cái màu sắc rất là đặc biệt trên cái dòng Note 11 Pro nhé các bạn. Đó chính là màu Forest Green các bạn. Và cái chiếc điện thoại này mình mua trên Shopee với mức giá khoảng 7 triệu 390 ngàn nha các bạn. Link mua hàng mình cũng ghi bên dưới phần mô tả của video clip này luôn. Các bạn nào quan tâm thì có thể nhấn vào để tham khảo và đặt mua nha. Và ngay lần đầu tiên trên tay cái sản phẩm Note 11 Pro này thì mình thấy nó thiết kế rất là nam tính nha các bạn. Thiết kế rất là vuông vắn luôn nè. Các góc cạnh đều thiết kế vuông làm cho mình nhớ đến cái chiếc iPhone 12. Và sáng nay mình sẽ lấy chiếc iPhone 12 Pro Max để cho các bạn so sánh nha. Và các bạn sẽ thấy cái chiếc Xiaomi Redmi Note 11 Pro thiết kế nó nam tính hơn. Nó vuông vắn và ở các góc bo các bạn. Đó, nó bo vừa phải thôi chứ nó không có bo cong quá như là cái chiếc iPhone 12 Pro Max này. Mình sẽ cho các bạn xem ở bên hông nè. Đó. Cá nhân mình thì mình thích cái thiết kế của cái chiếc Redmi Note 11 hơn, bởi vì nhìn nó thon dài, vuông vắn và nam tính hơn so với cái chiếc iPhone 12 Pro Max của mình. Và đây là cái hộp của cái chiếc Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Ở trên mặt trước của hộp thì Xiaomi họ nhấn mạnh 67W, tức là công suất sạc các bạn. Và thiết bị này hỗ trợ mạng 5G. Ở đây là phần thông tin của sản phẩm. Chiếc điện thoại của mình thì nó có dung lượng RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Bây giờ mình sẽ mở ra để xem ở bên trong nó có những phụ kiện gì nha các bạn. Ở bên trong thì mình sẽ có một cái hộp nhỏ nè. Và trong cái hộp này thì sẽ có quai chụp SIM nè. Rồi sách hướng dẫn sử dụng nè. Và một cái ốp nhựa dẻo trong suốt, dì dẻo rất là cần thiết bảo vệ mặt lưng và cái phần khuôn viền của máy. Và tiếp theo thì mình sẽ có một củ sạc, và đây là củ sạc nhanh, công suất của nó là 67W nha các bạn. Tiếp đó thì mình sẽ có một sợi cáp, và cáp này là cáp chuẩn USB to Type-C. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chiếc Redmi Note 11 Pro nha các bạn. Và đây là phần mặt lưng của sản phẩm nha các bạn. Mặt lưng này là mặt lưng kính nha các bạn. Và mình thấy nó ít bám mồ hôi giống bàn tay. Nó là mặt lưng kính nhám. Ở bên dưới mình sẽ có chữ Redmi 5G nữa các bạn. Và cái mặt lưng này nó sẽ thay đổi màu sắc tùy theo cái góc ánh sáng của các bạn nha. Và ở bên trái mặt lưng sẽ là cụm camera nhìn rất là hoành tráng nha các bạn. Và cụm này Xiaomi họ thiết kế nó hơi lồi lên nè so với cái phần mặt lưng. Và cái cụm này gồm có 3 camera. Trong đó, camera chính có độ phân giải là 108 megapixel, một camera góc siêu rộng có độ phân giải 8 megapixel và một camera tele macro có độ phân giải 2 megapixel. Và các bạn sẽ thấy đèn flash LED cũng được Xiaomi họ đưa vào cụm camera luôn. Cho đó nhìn nó sẽ đồng điệu hơn và nó sẽ đẹp hơn so với việc thiết kế riêng biệt đèn flash LED như các thiết kế trước đây. Phần khuôn viền trên cái chiếc Redmi Note 11 Pro cũng khiến cho mình ấn tượng, bởi vì nó có hai cái đường viền mỏng các bạn chạy song song, rất là đẹp mắt luôn nè, nhìn nó rất là sang trọng. Và ở phần cánh phải thì mình sẽ có nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Nút nguồn này kiêm luôn cảm biến vân tay. Ở cạnh trái thì hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ nút bấm nào. Ở cạnh đỉnh thì mình sẽ có một loa ngoài, một mic, một mắt hồng ngoại và một lỗ cắm tai nghe 3.5. Và cái phần loa ngoài của cái chiếc Xiaomi Redmi Note 11 Pro được hiệu chỉnh âm thanh bởi hãng loa JBL. Ở phần cạnh dưới thì mình sẽ có một khay SIM, một cổng Type-C, một mic và một loa ngoài. Xiaomi Redmi Note 11 Pro hỗ trợ một khe cắm SIM. Đây là dạng khe SIM Lite. Các bạn có thể sử dụng hai nano SIM hoặc là một nano SIM và một thẻ nhớ mở rộng. Chất lượng loa ngoài của cái chiếc Redmi Note 11 Pro theo cảm nhận của cá nhân mình thì nó ở mức khá thôi, bởi vì âm lượng mặc dù to nhưng mà cái độ sâu của âm thanh nó vẫn chưa làm mình hài lòng. Và bây giờ mình sẽ thử mở một bài nhạc để các bạn nghe và tự đánh giá thêm nha. Yo te lo traigo de Cupey, de
Tiếp theo, mình sẽ xem xét về phần màn hình hiển thị của cái chiếc Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Và đây là màn hình dạng đục lỗ. Ở chính giữa là một cái camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel. Và màn hình này sử dụng tấm nền AMOLED, độ phân giải là Full HD cộng, và nó được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 5. Bên cạnh đó thì nó còn hỗ trợ các bạn công nghệ HDR10 cũng như là một cái tần số quét lên đến 120Hz, cho phép các bạn có được cái sự mượt mà, nhất là khi mà mình chơi game. Về chất lượng hiển thị hình ảnh trên cái chiếc Xiaomi Redmi Note 11 Pro thì không có gì để bàn cãi thêm. Hình ảnh rất là đẹp, màu sắc rất là nịnh mắt. Máy cũng được dán sẵn miếng siêu bảo vệ màn hình, do đó khi mua máy về các bạn chỉ việc ốp lưng vào và mình sử dụng thôi, không cần phải lo đi tìm mua phụ kiện nữa. Về cấu hình phần cứng thì Xiaomi Redmi Note 11 Pro được trang bị con chip đến từ MediaTek, đó chính là con Dimensity 920, và máy này hỗ trợ mạng 5G luôn nha các bạn, rất là ngon lành trong cái tầm giá. Và cái máy của mình có dung lượng RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Ngoài ra các bạn còn có thể chọn lựa mức dung lượng RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB, với mức giá nó cao hơn một tí. Và máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 11 cùng với giao diện MIUI 12.5.6. Với cái cấu hình này thì mình đã thử đánh giá bằng phần mềm AnTuTu Max, nó cho số điểm là 409.756. Và tất nhiên cái điểm AnTuTu này theo mình nghĩ thì các bạn đánh giá cho nó vui thôi, chứ nhiều khi nó không chính xác nha. Các bạn xem để cho nó có một cái căn cứ nào đó để mình dựa vào thôi, chứ còn mà theo mình nghĩ thì cái điểm số này nó không có chính xác đâu. Đây là cái điểm số chi tiết nè các bạn. Đó. Và đây là cái thông tin cấu hình mà AnTuTu Max nhận được nè. Nó nhận được con chip Dimensity 920 luôn nha các bạn. Và đúng tên cái thiết bị luôn nè, Redmi Note 11 Pro nè. Và bây giờ mình sẽ thử mở cái giao diện chụp ảnh trên cái chiếc Redmi Note 11 Pro để cho các bạn xem nha. Đây là mình sẽ có các góc nè, góc siêu rộng nè, rồi 1x nè, 2x nè, và nó hỗ trợ chụp ảnh AI luôn nha các bạn, cũng như là hỗ trợ HDR luôn nè. Mình sẽ chụp thử một tấm ảnh cho các bạn xem nè. Đánh giá về chất lượng chụp trên cái chiếc Redmi Note 11 Pro thì mình thấy rất là ngon lành nè các bạn, không có gì phải bàn cãi đâu. Và nó sẽ đáp ứng được hầu hết các nhu cầu chụp ảnh của tất cả mọi người, do đó các bạn cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Bên cạnh đó thì mình có các chế độ khác, ví dụ chế độ RAW nè, cho phép các bạn có thể tùy chỉnh bằng tay nè, và chế độ chụp mà 108 megapixel luôn nè. Đó, chế độ quay video. Về quay video á thì Note 11 Pro cho phép các bạn quay video có độ phân giải là 4K và tốc độ 30 fps luôn nè. Rồi, mình có chế độ chụp chân dung và các chế độ khác nè các bạn. Đó, trong đó chế độ chụp toàn cảnh nè, chế độ quay vlog nè, rồi chế độ video ngắn nè. Video ngắn này rất là thích hợp với các bạn làm TikTok. Về khả năng bảo mật thiết bị thì Redmi Note 11 Pro được trang bị một cảm biến vân tay đặt ở ngay nút nguồn. Và cảm biến này rất là nhạy các bạn, chạm vào là nó phản ứng tức thời luôn. Và bên cạnh đó thì mình còn có khả năng nhận diện gương mặt, và tốc độ nhận diện cũng rất là nhanh luôn nè. Nói chung là mình rất là hài lòng. Và sau cùng là về pin, Xiaomi Redmi Note 11 Pro được trang bị một viên pin có dung lượng 5160mAh, cùng với đó là một củ sạc nhanh có công suất 67W. Và theo thông tin từ nhà sản xuất thì các bạn có thể sạc đầy pin từ 0 đến 100% chỉ trong vòng 43 phút. Rồi, như vậy là mình đã vừa cùng với các bạn trên tay chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Và có thể nói đây là chiếc điện thoại mà mình rất là ấn tượng về thiết kế. Một thiết kế vuông vắn, rất là nam tính. Tuy nhiên thì với kiểu thiết kế này có thể các bạn sẽ gặp khó khăn khi mà mình sử dụng trong khoảng thời gian lâu, bởi vì cái cạnh này các bạn nó khá là cứng tay nè. Do đó cách tốt nhất là các bạn nên đeo ốp lưng trong quá trình sử dụng. Đây mình sẽ đeo thử nha các bạn. Đó, thì khi đeo ốp lưng vào các bạn cầm nó sẽ đỡ cứng tay hơn nè. Và theo các bạn thì các bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra để mua Xiaomi Redmi Note 11 rồi không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình và các bạn khác cùng biết nha. Và nếu thấy video clip này hay, hãy cho mình một like và một đăng ký nhé. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.